giới thiệu với bạn, đây là nô lệ của tôi. Mày vừa giơ ngón gì đấy? Làm cái gì kìa? Đồng phục học sinh, tông màu xanh, trời nắng. Giới thiệu ngay luôn. Kiểu nắng đẹp vãi, video đẹp. Minh Minh. Cái gì nhớ thật đó chứ. Tắc cái này cũng không móc nổi. Toàn nước rồi nước. Móc cái mỏng mẹ nó. Chịu rồi. Nó đến thế rồi ư? Chịu. Nó đến thế rồi ư? Trời ơi con này. Thành phố khắc nghiệt với bạn tôi quá. Tôi đã nói rồi. Ê này, cái kiểu con gì của mặt sắc. Tâm đầu ý hợp. Lạch nhịp rồi. Trái trước nào. Em kêu người bác sĩ với ạ. Nó giống kiểu nó ăn luôn đấy. Em sẽ nhổ nó bọt vào đây. À, cái cốc ở xe của em. Sợ hãi. Bạn ơi, sao mình sẽ chụp gầy nó không ạ? Dạ được ạ. Hồi xưa cũng nói, ý là bây giờ chỉ 5.000 người. Có bài vừa kêu gâu không? Ừ. Xong có bác kêu chó sủa đâu. Lấy cái gì nữa không? Ăn gì à? Để xem em có thể gặp nó sâu đến đâu. Tao trời khổ ơi. Thật vả cho mày bay về hồ giờ. Ăn đi. Em muốn ăn chút cookie. Mày đừng có nhìn tao kiểu đấy. Anh hiểu cái ánh mắt của mày là gì? Đây là ánh mắt khinh bỉ. Ô ô ô bạn giật à? Ô bạn giật à? Ô bạn nhồi à? Bạn nhồi à? Ủa alo. Luôn
xong chán này. Young Boss, Miss Trina, Pitbull, let's show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star.